Hello anh em mình nha. Thì bữa nay là làm cái video để mà giới thiệu cho anh em một cái dòng máy khoan điện mà được rất là nhiều anh em thợ cũng như là mấy cô chú mà mình làm nghề lâu năm á ở tìm kiếm. Đây cái thương hiệu là Makita nha anh em. Thì Makita là một cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi, khỏi phải bàn tới. Cái thương hiệu này xuất xứ từ xứ sở của anh Đào, nói tóm gọn là Nhật Bản á anh em. Thì đây cái dòng mà sản phẩm hôm nay lại muốn giới thiệu cho anh em là cái dòng có mã là M8101V nha anh em. Thì cái dòng này là dòng khoan điện 710W. Bên trong thì sẽ đi kèm cho anh em mình là một sách hướng dẫn sử dụng nè. Đó, có tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Anh cho anh em mình đọc luôn. Anh em nào đọc tiếng Việt thì dở trang đầu ra là đọc được nha. Còn anh em nào mà muốn đọc tiếng Thái thì cứ đọc ở sau cuối cùng. Phiếu bảo hành cho anh em mình đây. Bỏ cái phần phiếu bảo hành với hướng dẫn sử dụng qua một bên thì nhân vật chính của mình là con máy. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ có một cái cây thép như thế này, một tay cầm phụ. Rồi, nhân vật chính đây anh em. Đây, nhân vật chính của mình đây nha. Đó, khoan nói tới thì đây, nếu mà anh em mình chưa biết cách phân biệt hàng chính hãng với hàng trôi nổi trên thị trường á thì đây nha anh em. Đó, có mã vạch cho anh em mình kiểm tra nè, rồi thông tin về máy, nhà xưởng sản xuất, đồ công ty này ở đâu là nó sẽ in dán lên đây hết cho anh em mình đầy đủ nha. Còn anh em mà chưa biết về hàng ở đâu thì anh em quét cái mã này nha. Rồi, nói về nhân vật chính của mình thì đây nha, cái dòng máy khoan 110 và 710W này tới từ thương hiệu Makita nè. Sử dụng đầu là đầu tối đa 13 ly. Cái mũi khoan sẽ bây giờ là sẽ được chuyển qua đầu kẹp autolock nha anh em, không có còn sử dụng cái đầu kẹp mà thêm cái chìa khóa nữa, rất là bất tiện cho anh em mình. Lỡ mà mất cái chìa khóa chắc anh em bỏ luôn máy khoan quá. Thì cho nên là hãng đã thiết kế cho anh em mình là đầu kẹp autolock rồi, rất là tiện. Dòng máy khoan hai chức năng, khoan búa nha anh em, nút chuyển ở dưới này đó, nút chuyển ở dưới này, điều tốc bằng cò, nút bấm cò rất là nhẹ nhàng nè đó. Tay cầm thì được bọc cao su cho anh em cực kỳ chắc chắn. Nếu anh em mình làm thợ nè, tay mình hay đổ mồ hôi, tay chân hay đổ mồ hôi á thì cứ yên tâm nha. Thì cái lớp này là cao su non cho nên là khi mà anh em mình cầm vô á nó bám rất là chặt nha anh em. Đó, anh em có thể thấy dính rất là chặt luôn. Đó, tay mình hay ra mồ hôi thì khỏi lo tình trạng chân trượt, có miếng nước vô xíu là cái này nó dính cực kỳ chặt cho anh em mình nha. Đó, rất là ok. Thì hiện tại là cái dòng máy này là bên em đang bán thân máy như thế này đây anh em, 1.490.000. Thì cũng có thêm một cái dòng sản phẩm khác muốn giới thiệu tới anh em là cái bộ thùng phụ kiện. Đó, mình có thể mua kèm chung với thân máy này nha, thiết kế dành riêng cho máy luôn. Thì đây cái thùng phụ kiện chính hãng của Makita luôn, bên trong là bao gồm cho anh em mình 26 chi tiết từ mũi khoan cho tới những cái đầu để anh em mở bu lông nè, rồi búa kèm cắt đó. Bây giờ là khui ra cho anh em mình xem nha. Đây anh em, 26 chi tiết nha. Đây những cái đầu mở bu lông nè, búa nè, ba ke nè, rồi có một cây thước chính hãng Makita luôn, dài 3 mét cho anh em mình, mũi khoan, đầu vít đó. Còn đây là kềm nè. Đây anh em, cái kềm mà thông dụng cho anh em mình sử dụng đây đó, được in khắc laser chìm lên nha anh em, giữ Makita luôn. Cho nên là hàng anh em mua anh em cứ yên tâm. Cái búa cũng vậy nữa, đây gửi cho anh em mình xem nha, cây búa cũng được khắc chìm lên là chữ Makita luôn. Đây gửi cho anh em mình xem nè. Đây anh em, cây búa cũng được khắc laser chìm lên Makita nha. Đó, nhét vô lại nha. Rồi tới ba ke nè. Đây đó, vít này thì là vít hai đầu nha anh em. Đó thì rất là đẹp ha, cũng được in chữ Makita trên này cho anh em mình luôn. Nói chung là đồ phụ kiện cũng như là máy móc của Makita thì anh em khỏi lo. Đó, bên em có hóa đơn chứng từ đầy đủ cho anh em nếu mà anh em muốn. Rồi cứng quá. Đây vít đây anh em, cái thước đó, thước dài 3 mét cho anh em mình sử dụng nha. Thì cái dòng như thế này thích hợp cho mấy anh em làm cơ khí nè. Nhớ anh em mà hay làm về sắt thép rồi này kia thì có thể trang bị cho mình một con máy như thế này đó, một cái hộp như thế này đầy đủ phụ kiện luôn, với cái combo chọn gói như thế này chưa tới 2 triệu cho anh em. Thì nó có thể bỏ chung được cho anh em mình luôn nha. Đó, cái máy thì anh em bỏ vô đây nè, vừa khít luôn, dây điện nè uống vô đó, anh em có thể thấy cầm đi rất là gọn nhẹ luôn, cực kỳ tiện lợi cho anh em. Nếu mà anh em yêu thích cái sự chỉnh chu gọn nhẹ thì một cái hộp cũng như là phụ kiện như thế này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em mình nha. Đó, bên trong là máy với lại 26 linh kiện khác nhau, rất là gọn ha anh em. Thì combo như thế này giá chỉ có là chưa tới 2 triệu. Nếu mà anh em quan tâm thì có thể liên hệ với em trực tiếp nha, thông tin cũng như số điện thoại địa chỉ cửa hàng em sẽ để dưới phần mô tả cho anh em mình xem nha. Rồi, cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha.